đá này ha. Các cụ kể là có ma đúng không? Có ma thì ngồi đây. À. Đây có đá ma này. Như ở đây có anh nào là thầy cúng không? Hộ chèn đá đi, hộ chèn đá đi. Hello, chào bé nhá. Xin chào nhá. Đây rất là ngoan, trẻ con đây là không. Tai nạn này. À. Như anh Hoàng là bị tai nạn hai lần rồi, bây giờ là quyết tâm bỏ cái.
À, lâu rồi hòn đá này luôn á. Tức nghĩa là từ cái cua bên kia về thì mình đã dừng rồi nhưng mà đội ở dưới này. À, nghĩa là bị khuất cái hòn đá này đúng không? Đấy, thật sự là giải quyết được cái hòn đá này là nhìn là thoáng rồi. Mà đá ở đây nhìn rất là lạ nhỉ. Cứ tròn tròn kiểu gì ấy, đúng không? Sắp nhất thành công được cái hòn đá này ra khỏi cái lề đường ấy. Cái hòn ở đây thật sự mình thấy đá rất là kỳ lạ luôn. Hình thù của cái cục đá nó rất là lạ, rất là khác ở những cái nơi khác. Như quý vị có thể thấy là cái búa đập của xúc này thì có những hòn không đập được, không vỡ ra được. Cố lên. Nhà anh ở trong này hả anh? Nhà anh ở trên gốc cây kia. À, hồ chèn đá tí, hồ chèn đá tí. Một phát lần luôn. Ây à, không được, chưa được.
xe đạp nhá. Sau này bảo bố mua cho mỗi ngày cái xe đạp nữa, đi bon bon luôn, đi học. Biết đi xe đạp chưa? Biết. Biết rồi đúng không? Biết đi xe máy chưa? À, mấy tuổi mới được đi nhá. Chắc là 12, 13 tuổi rồi đấy nhà. Nó lên lớp 4 nhỉ? Lớp mấy rồi? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? Đi đi học ở đâu? Đi học ở Mộ Duệ à? Hay học ở đâu? Học học ở chỗ nào? Cháu học ở chỗ nào? Học Mộ Duệ, trường Mộ Duệ kìa. À, thế là bố đi đưa đi à? Hay là đi xe đạp? À, đi xe đạp là siêu lắm rồi đấy. Bây giờ là có đường to này để phi thoải mái nhà. Đi thoải mái đúng không? Thực sự là bà con đây là tham gia rất là nhiệt tình. Và sau khi máy đã, cố máy quái thú đã dọn những cái hòn đá to thì bà con sẽ cào lại để cho nó bằng và di chuyển nó dễ dàng hơn. Buổi sáng nay cũng làm không anh? Có mà. À sáng nay cũng làm à? Sáng này phải làm sớm lắm ấy nhỉ. Sáng làm sớm mới nắng lên đầu là không được rồi đúng không? Nóng quá. Sáng này phải làm lúc 6 giờ đi. Sáng làm từ 6 giờ à? Là 10 giờ thì nóng quá cũng được thì lạnh. 10 giờ thì nắng quá rồi. 9 giờ là đã nắng lắm rồi đấy. Nắng lắm rồi. Sau này có đổ được đường bê tông nữa là tuyệt vời lắm nha. Mong là như thế. Mong có cả đường bê tông ấy, thì trời mưa nó càng... Trời mưa thì đỡ phải vất vả hơn đúng không. Đấy, cao bằng xong là tí nữa máy xúc nó đi qua bác là đẹp rồi nha. Chỗ này là dùng mặt trang được đấy nhỉ. Cào xong dùng mặt trang tăng đi là được. Cái này phải gọi là cái bàn trang không? Hay là gọi là cái gì? Cái này này. Cái này hai mấy. Tiếng Mông thì gọi là hái. À.
Bây giờ mát rồi đỡ mệt hơn nhỉ. Mát đã tối rồi đúng rồi. Vâng. Thật sự là lấy cái bàn trang này cào đi là rất là bằng luôn, quý vị có thể thấy. Hiện tại cũng đã là 16 giờ hơn rồi, 6 giờ 15 rồi. Thì vào thời gian buổi chiều như chia sẻ của anh làm ở đây ấy, thì là buổi chiều là nắng quá nên là khoảng 5 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ bắt đầu làm. Và tranh thủ những cái lúc trời hoàng hôn như này. Đã kết thúc, gần như kết thúc một buổi chiều rồi. Thì mới làm được một chút. Cái hòn đá này cứng quá. Chắc là có ma á. Hả? Phải khổ cái đá này ha. Các cụ kể là có ma đúng không? Có ma thì anh ngồi đây. À. Như ở đây có anh nào là thầy cúng không? Như trước khi cuốc cái này là phải cúng xong là mới cuốc đấy đúng không? À. Nhưng mà phải nói là đá này rất là cứng đúng không? Dùng máy khoan kia đúng không? Tới này dùng cái máy khoan kia. Máy xúc kia là không ấy được à? Không đục được à? Thử bên này không được. Ờ không vỡ thật này. Không vỡ. Riêng cái khu đá kéo hẻn này là cứng. Rất là nhìn nó khác hơn chút nhỉ. Hòn nào dễ thì nó dễ luôn nhưng mà hòn cứng là cứng ngay. Đá này kể cả lấy búa tạo đợt nó càng đợt đợt về nó cũng càng tròn đi thôi. Càng tròn. Nó cũng kiểu như thế nhỉ. Nguyên bản của nó là đang tròn rồi.